cái bệnh đau mỏi vai gáy á, hình như là bây giờ nó rất là phổ biến luôn. 10 người hết 5-6 người bị rồi. Đau mỏi vai gáy ha, nhất là những người ở làm văn phòng nè, rồi những người lớn tuổi nè. Mà đau mỏi vai gáy á là nó có nó gây ra rất là nhiều nguyên nhân. Thì cái đau mỏi vai gáy nguyên nhân của nó đó là do cái cột sống cổ chúng ta bị thoái hóa. Thoái hóa lâu năm quá chúng ta không có điều trị á thì nó chèn ép mạch máu và dây thần kinh. Và chèn nhiều quá thì nó gây đau mỏi vai gáy, nặng nữa thì tê tay tê chân. Đồng thời là nó chèn ép mạch máu mà máu lưu thông lên não không có tốt, từ đó thiếu máu não, rồi lâu ngày nó rối loạn tiền đình. Đấy, lâu ngày nữa thì mới giảm trí nhớ, mất trí nhớ, rồi nặng nữa teo não. Đấy. Cái bệnh đau mỏi vai gáy nó là như vậy đấy. Chứ không phải đơn giản là chúng ta đau mỏi vai gáy thôi thì cứ bình thường. Không nha. Điều trị đi. Điều trị đi nhanh nhanh nhanh. Đây. Rồi, hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý bác chị mình một cái bài thuốc rất là dân gian hỗ trợ điều trị đau mỏi vai gáy cực kỳ tốt. Không những là đau mỏi vai gáy không mà nó đau lưng, đau cuộc sống cũng có thể áp dụng luôn bài này. Đó, và nó đơn giản lắm. Đơn giản còn hơn ăn cháo nữa. Dược liệu sau lưng mình. Bây giờ Phan Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình ha. Rồi nhớ là nếu mà có ý nghĩa, thấy video có ý nghĩa hữu ích cho xã hội, cho mọi người, cho cô bác, thì cho Hải xin một lượt thích cho video ha. Và một lượt chia sẻ ha, đến những người có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền điều trị bệnh. Thì đây là một cái loại cây nó rất là quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta. Cái cây này là cái cây nán hoa trắng. Cây nán thì nó có hai, theo hai biết thì có hai loại, nán hoa tím và nán hoa trắng. Thường chúng ta dùng làm thuốc thì dùng cái nán hoa trắng thôi, tại cái hoa nó màu trắng. Còn cái nán hoa tím là cái hoa nó màu tím. Bản chất thì cái cây nó giống nhau thôi, nó cũng to như thế này. Cái lá nó bằng tay nè, nghe không? Đây, bự hơn bằng tay luôn nè, thấy không? Nhưng mà cái khác nhau là cái hoa kia thì màu tím, gọi là nán hoa tím. Còn cái này là cái nán hoa trắng, người ta còn hay gọi là cây đại tướng quân, hay trồng cảnh kiểm nè. Có phong thủy, người ta nói thì phong thủy rất là tốt. Đấy, chị Hải không có nói ha. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình cách dùng nó để hỗ trợ điều trị nè. Cái bệnh đau mỏi vai gáy, đau lưng, đau cuộc sống nè. Đơn giản lắm ha. Rồi, chúng ta lấy cho Hải một đoạn ha. Nếu chúng ta cái vai gáy không á, thì ví dụ cái lá này, thì chúng ta lấy cho Hải khoảng một gang tay. Gang tay ha. Người nhỏ thì gan ngắn, còn người lớn thì gan dài đó. Như cái tay của Phan Hải là cái tay vừa nè. Một gan này khoảng 2 tấc 2. Cắt khúc. Rửa sạch đi. Đó là vai gái thôi. Còn nếu mà chúng ta bị cái cột sống, nguyên cái xương sống luôn, thì chúng ta lấy khoảng nửa lá này. Nó khoảng dao động khoảng hơn 3 tấc, 4 tấc đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rửa sạch đi. Rồi cô bác anh chị mình đó là giả nát, xay nhuyễn hoặc giả nát xong á, là trong khi giả nát của bác chị mình cho Hải khoảng một cái củ gừng khoảng bằng ngón tay như thế này, củ gừng tươi ha, gừng sẻ nhà trồng á, càng già càng tốt ha, gừng càng già càng cay. Rồi bỏ cho Hải khoảng củ gừng lớn như thế này bằng ngón tay cái và dài bằng ngón tay cái như thế này. Rồi bỏ vào, lấy cho Hải khoảng thêm khoảng một muỗng mà chúng ta múc cơm ăn á, một muỗng muối hột ha. Muối hột chứ không phải muối ớt nha, muối hột. Bỏ vào chúng ta giả chung luôn. Đấy, đó là ba loại ha, muối hột, là lá nán hoa trắng và củ gừng. Rồi sau khi chúng ta giả nhuyễn rồi dập hơn, nói chung là không được nhuyễn lắm cũng được, bỏ lên chảo chúng ta xào cho nó nóng lên. Sau khi xào nóng rồi chúng ta sẽ lấy một cái ly giấm khoảng bằng ngón tay như thế này, giấm ăn ha, ly giấm ăn, giấm mà chúng ta hay bóp gỏi rồi đó, đổ vào và chúng ta tắt bếp, rồi trộn qua trộn lại, trộn đến khi nào mà nó còn ấm ấm và chúng ta đắp lên. Ví dụ cái vai gái chúng ta nó bị ngang như thế này thì chúng ta đắp lên. Đấy. Rồi nếu mà có cái băng cố định thì chúng ta cố định lại trong vòng khoảng 2 đến 3 giờ sau chúng ta gỡ ra, ngày làm lần như vậy. Ha, ngày làm lần như vậy. À, nếu ai bệnh nặng thì chúng ta ngày làm 2 lần, sáng chúng ta làm xong cái 3 tiếng sau thông báo bỏ ra. Rồi trước khi đi ngủ 3 giờ thì chiều á vẫn sẽ xế chúng ta làm lần nữa thì chúng ta đi ngủ. Lại bỏ ra chúng ta đi ngủ. Đó. Còn cái cột sống thì cũng vậy ha. Cột sống thì chúng ta làm hết cột sống, chúng ta đắp hết, nằm ấp ấy. Chúng ta đắp hết cột sống rồi chúng ta nằm đó để cho nó nguội. Khoảng 2-3 tiếng sau chúng ta bỏ ra.
được gọi là nán hoa trắng này. Các bạn chị mình thấy đơn giản không? Rồi, có những cách đơn giản hơn nếu người nào bị bệnh nhẹ thì Văn Hải sẽ chia sẻ của bạn chị mình luôn nè. Nếu mà chúng ta bệnh nhẹ ha, mà hãy nghĩ cái bài thuốc đầu á, dược liệu nhà ai cũng có hết, muối hoặc không muối hạt không có, đi mua bịch về xài hoài, rồi gừng nữa, nó lại không có. Cái quan trọng là cái lá nán nè. Lá nán nếu mà không có đúng không, chỉ cho nè, đi ra cái tiệm cây cảnh á, mua cái con về trồng lần xài cả đời, xài cả làng luôn, nó mau lớn, nó mạnh lắm, nó phát triển mạnh lắm đấy. Thì nếu mà chúng ta bị nhẹ nè, bị đau mỏi vai gáy nhẹ nè, hay đau cuộc sống nhẹ, hoặc là bị bong gân trật khớp, thì chúng ta lấy cho Hải khoảng một đoạn, ví dụ cái lá này thì chúng ta lấy khoảng, thì nó bằng cái vai chúng ta nè, đo từ đây qua đây cái đoạn lá đó, chúng ta hơ trên bếp lửa cho nó ấm lên và chúng ta đắp lên. Đắp lên xong cái nó nguội, cái hơ tiếp đắp lên. Làm cái nó nguội hơ, nguội hơ, làm khoảng chừng 30 phút đến 40 phút như vậy. Ngày làm 2-3 lần. Mỗi lần là 20 đến 30 phút, 40 phút. Đấy, ngày làm 2-3 lần. Đó. Còn nếu như mà cái chúng ta bị bong gân trật khớp thì cô bác chị mình là cũng lấy lá hoa trắng đó, chúng ta hơ nóng, hơ ấm nóng lên và chúng ta bó vào cái chỗ mà chúng ta bị trật khớp, bong gân, thì rất là tuyệt vời. Đấy, đó là cái cách để chúng ta điều trị từ cái lá nán hoa trắng này rất là tốt và rất là dân gian, mà Phan Hải đã chia sẻ rất là nhiều, rất là lâu năm, và cũng đã rất là nhiều người áp dụng và có kết quả rất là tuyệt vời. Có cái bài thuốc mà lá nán hoa trắng này mà nó hỗ trợ cho chúng ta điều trị về xẹp địa điểm, xẹp đốt sống, mục địa điểm, mục đốt sống, từ gừng, cũng gừng muối, và cái lá nán hoa trắng này. Nhưng mà cái dược liệu không phải là giấm mà đã là rượu nhất. Hải cũng đã chia sẻ rồi. Và bài thuốc đó thì cách dân gian đó đắp thì rất là tốt. Mà nếu mà chúng ta sử dụng bài đau mỏi vai gáy mà đắp cái này, và chúng ta kết hợp với lại, một là chúng ta kết hợp với châm cứu, và sang nữa thì chúng ta cộng thêm là mua thuốc uống, thì trời ơi nó tuyệt vời lắm, vì rồi đã lắm, mau hết bệnh ghê luôn. Một mình này thì cũng được nhưng mà lâu hết hơn. Chúng ta kết hợp 2-3 cái thứ lại với nhau á, ví dụ như đắp này rồi chúng ta châm cứu và chúng ta mua thuốc nấu sắc uống, hoặc là ngâm rượu uống, trời thì nó kết quả dữ lắm. Đấy, của bạn chị mình là đau mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp thì hình như là Việt Nam chúng ta bị rất là nhiều. Thì Phan Hải chia sẻ những bài thuốc đơn giản như vậy thì cô bác chị mình tham khảo ha. Rồi thì cũng đã xong, thì của video Phan Hải cảm ơn quý bác chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Phan Hải kính chúc quý bác chị mình luôn mạnh khỏe và an lạc. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo nha.